phim Triệu Khuôn Giận. Đạo diễn Cao Hi Hi. Biên kịch Dương Lệ Quân. Chế tác Tống Đồng. Với sự tham gia của các diễn viên Trần Kiến Bân trong vai Triệu Khuôn Giận, Yên Đào trong vai Dương Nguyệt Hồng, Hoa Nhụy Phu Nhân, Thiệu Phong trong vai Triệu Quang Nghĩa, Dương Hội Xuân trong vai Triệu Phổ, Điền Linh trong vai Đỗ Thần Bình, Lý Văn Văn trong vai Phù Dung, Lý Vũ Hiên trong vai Hàng Khuê, Tống Thừa Đạo trong vai Hàng Thông, Chu Dương trong vai Kinh Nương, Dương Tử Đồng trong vai Tống Hoa Dương, cùng một số diễn viên khác. Tập 1. Cuối thời nhà Đường, cuộc nổi dậy của nông dân liên tiếp nổi lên. Tướng lĩnh trong đội quân nổi dậy Chu Ôn tự lập xưng đế. Năm 907 sau Công Nguyên, Chu Ôn diệt Đường, lập nên Hậu Lương, bắt đầu cho thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử chiến tranh nổi lên khắp nơi. Quân hùng tranh đoạt Nam Bắc Thần Châu, khắp nơi đều bốc lên mùi hôi tanh của máu. Đất nước từ nay bước vào giai đoạn chia cắt. Giết! Năm 923 sau Công Nguyên, Lý Tồn Úc, con trai Hà Đông Lý Khắc Dụng, tiêu diệt Hậu Lương, lập nên Hậu Đường. Nhà Hậu Đường cường thịnh nhưng đã xảy ra hai lần nội loạn, cuối cùng bị Thách Kính Đường dẫn quân Kiết Đan tấn công tiêu diệt. Hậu Tấn ra đời, sinh linh lầm than, văn minh sụp đổ, bá tánh chỉ mong mọi chiến tranh kết thúc, thiên hạ thống nhất. Tới khi nào mới lại thấy đất nước được cảnh tượng phồn thịnh huy hoàng như xưa? Năm 927 sau Công Nguyên, ở Giáp Mã Doanh Lạc Dương, một đứa trẻ khắp người tỏa ra hương thơm đã chào đời. Cậu bé ấy được đặt tên, gọi là Hương Hài Nhi, tên đầy đủ là Triệu Khuôn Giận. Sự ra đời của đứa bé đã được định sẵn sẽ làm xáo trộn thời đại đầy rối ren này. Không biết khi nào lên đường nữa. Sao lâu quá vậy? Phải đó. Ê, Chư Thọ, tới rồi kìa. Ê, kiếm của người đâu? Người vậy là đã tới rồi. Lên đường thôi. Kiếm của người đâu? Giết người hả? Chỉ so vậy thôi. Thử đi. Đi nào. Vậy thì ngươi so tài với phụ đại ca đi. Phải đổ. Người có ý gì đây? Nè, so tài đi. Ta có thể theo ngươi xuất chinh, nhưng sẽ không giết người. Giống như cha ngươi vậy, làm thống lãnh cấm vệ quân, nhưng mà tuyệt đối không bảo vệ quan gia, đúng không? Đừng có cười nữa. Thôi. Ca. Ca à, vũ khí của cha quên để quên rồi nè. Nếu như đã có kiếm, vậy huynh đệ ta so tài một phen. Nếu không ta thấy người không ra khỏi đây đâu. Phu Chiêu Thọ, nào, lên. Các người tránh ra. Đâu? Lên đi. Ta sợ làm ngươi bị thương. Yeah!
Đại ca không sao chứ? Lợi hại quá. Đúng rồi. Đã thấy rồi chứ? Ta có thể giết ngươi, nhưng mà ta không giết. Làm lính không giết người, vậy là lính kiểu gì? Ta nói lại một lần nữa, ta có thể đi cùng với các ngươi, nhưng mà ta sẽ không giết người. Triệu quân dẫn, thôi ngươi hãy về đi. Chờ đã. Ngươi mà về thì làm được gì? Ta không biết. Làm ruộng. Triệu quân dẫn, ta không nhìn thấu ngươi. Một võ tướng không chịu giết người, tiếc cho ngươi võ nghệ cao cường như vậy. Đại ca, xem bộ dạng hắn ta để không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm ruộng trông sẽ như thế nào? Ngươi dính đầy bùn, còn dễ rửa hơn là nhuốm đầy máu đó. Triệu quân dẫn, giờ thiên hạ loạn lạc, người dân khốn khổ, chúng ta nên cứu vớt cho họ chứ. Đằng này ngươi lại... Đại ca, đừng có nói nhiều với hắn. Lên ngựa thôi nào. Xuất phát. Đi thôi. Xuất phát. Đi thôi. Ca, kháng chỉ không từng quân là phạm tội chém đầu đó. Giờ về làm sao ăn nói với cha đây? Ghé qua coi đi. Xin mời. Nhìn ta làm gì? Ca, quân có làm nên đại sự không? Xin mời ghé qua coi thử đi. Nếu cha còn cho ta bước vào nhà, biết đâu sẽ có. Đâu rẻ đây. Nói, rốt cuộc thì con muốn làm gì? Con chưa suy nghĩ xong, nhưng mà con muốn làm đại sự. Làm đại sự cái gì? Đại sự mà Nam Nhi phải làm. Đại sự có liên quan tới thiên hạ. Con có biết trách nhiệm của Nam Nhi là gì không? Đại sự thiên hạ là gì không? Hả? Đúng là diễn dông. Con có nghĩ kháng chỉ không đi tòng quân, như vậy sẽ làm liên lụy tới cả nhà ta hay không? Con mau thu dọn hành lý, tới Phước Châu tìm huynh đệ tại Dương Ngạn Siêu để lánh nạn đi. Thư Nhã có biết con phải đi không? Người trong thiên hạ trên tới trên lui, rốt cuộc là tại sao chứ? Còn không phải là vì ngôi vị kia sao? Khuôn giận. Mọi người đều biết con ôm nhiều hoài bão, nhưng mà mẹ phải nói cho con biết, điều quan trọng nhất đối với Nam Nhi không phải là được và mất trước mắt, mà là hoài bão cả một đời. Lần này con xuất hành phải nghe theo lời cha con. Lúc đó tới thẳng Hoa Sơn tìm Trần Đoàn lão tổ, ông ấy sẽ chỉ con đường đi đúng đắn. Phải biết nghe theo lời giáo huấn của ông ấy. Con nhớ rồi thưa mẹ. Năm 948 sau Công Nguyên, Lưu Tri Diễn Lâm Bình chết, tiết độ sứ Hộ Quốc Hà Trung Lý Thủ Trinh, tiết độ sứ Phục Tường Dương Cảnh Sùng, tiết độ sứ Vĩnh Hưng Quân Triệu Tư Quán, tam đại trọng trấn nhưng thời loạn bắt tay tạo phản, Khai Phong lại lần nữa trời long đất lở. Cũng trong lúc này,
thổ phỉ khắp nơi đốt nhà cướp của, không từ chuyện ác nào, người dân vô cùng thống khổ. Cướp! Để quần áo ra đi. Cái này bán được tiền đó. Nè, nhanh lên nhanh lên, cởi ra đi. Nè, đi đi thôi. Nè, đi. Lên đường thôi. Nào quý đệ. À, tới ngay. Qua đây. Làm gì vậy? Cha, mẹ. Ê, nè nè, đây là cha mẹ của cô hả? Đại ca, tôi cầu xin huynh, cầu xin huynh hãy giúp tôi khiêng cha mẹ tôi xuống được không đại ca? Nè, đừng vội. Nè, các huynh đệ mau tới đi, tìm được cha mẹ của ta rồi. Ờ, được. Bò lên, bò lên, chậm thôi. Đừng vội nha. Cô nương, cô đừng có khóc nữa. Hãy mau nghĩ cách an táng cho cha mẹ cô đi. Chuẩn bị một cỗ quan tài, nếu không á là phải đẩy hết xuống hố đó. Mẹ, mẹ ơi, mình về nhà đi. Đi, vậy thôi, vậy thôi. Sao cứ để, mình này xong rồi. Rồi, tới ngay. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ơi, cô nương à, xin lỗi cô. Đại ca, đừng mà. Cô nương, tôi phải trông chờ vào quần áo của người chết để kiếm cơm đó. Cô đừng có làm khó tôi mà. Đại ca, tôi cầu xin huynh, đừng mà. Được rồi, đừng làm khó tôi. Dừng tay đi. Để tôi. À, để tôi giúp cô. Nhẹ thôi. Đại ca, huynh có thấy đám thổ phỉ đó chạy về hướng nào không? Thổ phỉ? À, tôi nhớ ra rồi. Bọn chúng à, chạy về hướng huyện Vũ Yên rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng mà. Cô đừng có làm khó chúng tôi mà. Đừng lột nữa mà, có được không đại ca? Ê, trời ơi, mau lên, mau lên. Kẻ cướp, kẻ trộm, kẻ giết cũng được. Quyền thái gia tới rồi, cô mau cầu xin ông ta đi. Biết đâu ông ta có thể giúp cho cô đó. Còn nữa, kẻ còn muốn làm điều xấu, nếu dám làm điều ác thì xử tội như nhau. Đại nhân, tôi có quan tình, xin đại nhân hãy giúp tôi truy nã hung thủ. Hung thủ? Cô nương, cô biết đám người đó chạy về đâu không hả? Đại nhân, lúc nãy người chuyển xác có nói bọn họ chạy về hướng huyện Vũ Yên rồi, nhưng không có ai đuổi theo chúng hết. Đuổi theo? Huyện Vũ Yên cách xa tới ngàn dặm đó, không ai bắt được chúng đâu. À, hơn nữa, muốn bắt người là phải có tiền có bạc. Cô coi cô không tiền không người thì làm sao mà bắt đây? Vậy tôi phải làm sao mới bắt được bọn chúng? À, nếu như cô muốn tôi giúp cô, cô hãy nghe tôi câu này hả? Mau đi trốn đi. Nếu không cô mà chết rồi, tôi còn phải bỏ tiền ra tìm người chôn xác cô nữa. Cô nương, bây giờ tôi có rất nhiều người, nhưng cái tôi thiếu là tiền hả? Không lẽ thời buổi này
Không còn có một ai có đủ bản lĩnh lại đầy chính nghĩa nữa sao? Như những nghĩa sĩ lưu lạc thời chiến quốc vậy. Ê, đồ ngốc, điên rồi. Bọn chúng tưởng món nợ máu này vậy là xong sao? Nợ máu phải trả bằng máu. À, xin mời, xin mời, kéo qua coi thử đi. Bắt người là phải có tiền của bạn. Cô không tiền không người thì làm sao mà bắt được? Nè nè, đặt đây, đặt đây, đặt đây, đặt đây, lớn nhỏ gì cũng được hết á. Được rồi, đặt đây, đặt đây, thôi cúi đi, cúi đi, miệng tới nha, mau đi, đặt đây, đặt đây, đặt xong bỏ tay ra nha, có gì đặt to, gì thắng to nha, bỏ đi, rồi đặt đây, đặt đây, thiệt tình rồi đó, đặt đây, đặt đây, mở lên, chuẩn bị mở nha, tôi theo, rồi, rồi đặt xong lấy tay nha, tôi cũng muốn đặt. Ủa, gì vậy? Con nữ nhân sao? Trời, ôi, trời ơi, xinh đẹp quá chứ. Không có tiền không? Tôi không có tiền. Không có tiền. Trời, không có tiền đặt gì? Đi, không có tiền, cô lấy gì mà đặt đây chứ? Tôi đặt bản thân mình. Đặt bản thân hả? Trời, đem bản thân đi đặt luôn. Vậy cô thua tính sao? Cũng thú vị lắm nghe. Thì dĩ nhiên là lấy bản thân của ta rồi. Nếu biết ai thắng thì tôi sẽ đi theo người đó. Làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng. Rồi đặt đại xỉu. À, đặt đi, đặt đi. Hả? Nè, đặt đi. Tôi đặt xỉu. Đặt xỉu kìa, đặt xỉu kìa. Tôi đặt tay, tôi đặt tay. Tôi đặt tay. Đặt đi, đặt đi. Đặt xỉu xong thì buông tay nha. Rồi, đặt hết, đặt hết. Xong thì lấy tay nha. Lên, mở đi, mở đi. Rồi, mở lên, mở lên. Nhìn lên, mở đi. Rồi, tay, 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 tay. Trời ơi, sao lại là xỉu như thế? Xỉu rồi. Tao may đó chứ, hả? Chẳng chết gì đâu, phải không may đó. Trời ơi, tức thiệt chứ. Có phải ta đã thắng rồi không? À, trời ơi, tiền này của ta thắng hết sao? Lấy hết tiền. Ờ, phải đó. Hên thiệt á. Thắng hết rồi kìa. Không cam tâm á. Đúng rồi. Đem của ta. Của ta. Đây đều là của cô nương ấy. Trong này cũng đều có tiền của ngươi. Ngươi cũng đặt tại mà. Đúng đó, đúng đó, đúng đó, đúng đó, đúng đó, đúng đó. Bất kể là tiền của ai, bây giờ là tiền của cô nương này. Đưa cho ta, đưa cho ta. Đưa cho ta. Đừng đập nữa. Chân lên, đau quá, đau quá. Đừng có đập nữa. Đau quá. Hai ngươi là cùng một bọn. Ăn tiền ta, kẻ lừa đảo. Phải đó. Mau lấy tiền về. Đánh hắn đi. Cho hắn một trận đi. Đánh đi. Đánh hắn. Sống rồi đó. Đánh hắn đi. Sống rồi đúng không? Thắng bài học đi. Đánh hắn đi. Là một kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo đó. Mà lấy tiền về đi. Đau quá.
Chờ đã. Số tiền này cho huynh. Tại sao lại cho ta tiền? Ta muốn thuê huynh báo thù giùm ta. Báo thù cái gì? Ta là Kinh Nương, người huyện Vĩnh Tế. 3 năm trước ca ca ta xung quân, rồi từ đó bật tin tức. Mấy ngày trước, cha mẹ của ta bị một đám lưu khấu giết người. Thủ lĩnh bọn chúng là Dương Đảng. Bây giờ bọn chúng đã bỏ chạy về hướng huyện Vĩnh Tế rồi. Ta không mong gì ở quan phủ được, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Ở đây ngoài ta ra, không còn ai biết cha mẹ ta nữa. Cho nên họ chết thì cũng chết rồi, không ai quản chuyện này nữa. Ta biết là số tiền này không đủ thuê huynh đi bán mạng, nhưng ta thực sự không còn bất cứ thứ gì khác. Ta chỉ còn bản thân ta. Huynh muốn ta làm gì cho huynh cũng được. Muốn ta làm trâu làm ngựa, làm người hầu, chỉ cần người có thể báo thù giùm cho ta thì kêu ta làm cái gì cũng được. Tại sao cô lại nghĩ tới chuyện tìm ta? Lúc nãy ta đã nhìn thấy rồi, huynh là người có bản lĩnh thật sự. Ta từ dưới quê tới tận đây để tìm cha mẹ, đi hết mấy trăm dặm. Trên đường đi chỉ có một mình ta, không chốn nương tựa. Bây giờ cha mẹ ta đều mất hết, chỉ còn lại một mình ta. Đường về quê bây giờ cũng có đánh trận, cho nên ta thật sự không còn con đường nào để lui hết. Ta biết bản thân ta không thể báo thù được, cho nên ta muốn nhờ huynh báo thù giùm ta, đưa ta về nhà. Kẻ thù kia đang ở đâu? Huyện Vũ Yên. Huyện Vũ Yên ở đâu? Xa tận ngàn dặm. Người biết không, ta hận nhất là đám học giả thúi tha kia. Năm đó ta và cha ngươi đóng quân biên phòng đang yên lành, tên tể tướng kia không những không hiểu tâm lý man di, càng không hiểu quân vụ. Khiết Đan đã dẫn 8.000 kỵ binh tới, vậy mà kiên quyết không cho đánh. Bắt đàm phán cái gì đó, còn bắt ta và cha ngươi rút về Trung Nguyên. Đúng là nực cười, đáng xấu hổ. Nhưng nhìn thiên hạ trước mắt, đúng là quá loạn lạc. Không nhớ nổi tên của triều đại, ai cũng bận đi đánh trận, không quan gia nào làm nên đại sự cả. Đại sự là gì? Thiên hạ này không có đại sự nào hết. Chuyện lớn nhất chính là quản bản thân cho tốt, cho quân mình ăn no. Vậy thiên hạ này không còn chuyện gì để làm nữa hay sao? Thôi, đi đi à. Dạ. Nói đi, bây giờ ngươi muốn làm chuyện gì? Ta chỉ muốn làm một chuyện nhỏ thôi. Chuyện nhỏ sao? Ừ. Chuyện lớn thì còn dễ thương lượng, chuyện nhỏ càng không làm được. Nè, uống đi. Chẳng hạn như đưa một cô nương đi ngàn dặm đưa cô ấy về nhà, một chuyện nhỏ như vậy, đại nhân cảm thấy ta có làm được hay không? Được. Cô nương nào vậy, lại đáng yêu thương tới vậy chứ, khiến người động lòng. Ta sai người đưa về cho ngươi ngay bây giờ. Ta đang thỉnh giáo đại nhân, tiễn một cô nương đi ngàn dặm đưa cô ấy trở về nhà, chuyện nhỏ như vậy ta có thể làm được không? Không thân không thích. Không thân không thích. Hơn nữa sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn giữa nam và nữ. Cả kiếp này không đòi hỏi lợi ích, không mong bảo đáp. Vậy ngươi mong cái gì? Thắng được ván cược này.
đại nhân có dám đánh cược không? Nếu như thái bình thịnh thế, ta không cược với ngươi. Còn bây giờ ta nói rồi, không những khó còn khó hơn lên trời, không làm được. Chỉ là ngươi làm chuyện này làm gì? Cược một chuyện nhỏ như vậy, chi bằng đi theo ta, cứ vào trong quân đội của ta rèn luyện trước. Làm nên chuyện hay không ta không biết, ít ra giúp cha mẹ ngươi kiếm được chút đỉnh. Tả ý tốt của đại nhân, nhưng mà chuyện này bây giờ ta vẫn chưa muốn. À, được. Vậy ta và ngươi sẽ đánh cược với nhau. Cược cái gì? Nếu như ta làm được, sau này mong đại nhân hãy tiến cử ta. Còn thua thì sao? Vậy thì tùy đại nhân xử trí vậy, dù phải uống cạn hoàng hà. Ngông cuồng, sảng khoái, người đâu? Cầm lấy. Ngày sau sẽ trả gấp bội. À, đúng rồi, lúc nãy người nói không vượt qua giới hạn nam nữ với cô nương kia, cả kiếp này không đòi hỏi lợi ích. Phải. Đây cũng là một điều kiện của chúng ta, điều kiện quan trọng. Linh hoạt khôn khéo như Triệu Hoàng Ân, lại nuôi dưỡng nên người con trai như chị. Một con lừa ngang bướng không thức thời. Biết là giết. Không báo thù cho cha mẹ cô nữa sao? Không biết là tại sao, ngay từ đầu ta đã biết huynh sẽ giúp ta. Bất kể ra sao, ta cũng đều tin huynh sẽ có người tới giúp ta. Ta có thể giúp cho cô, nhưng mà có mấy chuyện này cô phải hứa với ta. Thứ nhất, con đường mà chúng ta đi xa cả ngàn dặm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất kể có xảy ra chuyện gì, cô cũng đều phải nghe theo ta. Được. Thứ hai, nếu như bắt được kẻ thù của cô, chúng ta không thể dùng tư hình, mà phải giao cho quan phủ để quan phủ xử trí. Sao hả? Có được không? Được. Thứ ba, con đường mà chúng ta đi coi nhau như huynh muội, không vượt quá giới hạn. Hai người chúng ta kết giao huynh muội. Phải. Huynh tên là gì vậy? Ta là Triệu Khuôn Dận. Triệu Khuôn Dận. Phải. Triệu Khuôn Dận. Triệu Khuôn Dận. Sau này huynh là ca ca của ta rồi. Ờ. Phải đó. Phải đó, bây giờ là thế đạo gì đây? Đúng rồi. Còn có thổ phỉ, chúng ta không còn đường sống nữa rồi. Chúng ta không thể sống tiếp nữa rồi. Đúng đó. Phải rồi, bây giờ sao đây? Phải làm sao đây? Khóc cái gì chứ? Khóc lóc thì có tác dụng gì? Mau nghĩ cách đi. Hả? Vậy thì người nói coi phải làm sao? Nói đi. Phải làm sao đây? Làm sao đây? Vậy người nói coi, chúng ta phải làm thế nào? Giết thổ phỉ. Hả? Cái gì? Giết hắn hả? Liệu như bọn chúng? Làm sao mà được chứ? Trời, phải đó, làm sao được? Đúng đó. Dựa vào mấy người chúng ta không có được đâu. Không được đâu. Chuyện này là không thể được.
bọn chúng có thể giết chúng ta, tại sao chúng ta không thể giết chúng chứ? Chúng ta chưa từng giết người, ngươi nói đi làm sao mà liều đây, làm sao mà liều được? Biết cái gì nào hết chứ? Nói thật dễ lắm. Đúng rồi, biết cái gì mà đánh chứ? Đừng có ồn nữa, đừng có ồn nữa, đừng có ồn nữa. Nói thì hay lắm. Bây giờ không phải là lúc ồn ào đâu. À, Trịnh Ân à, người nói rõ hơn chút đi. Ê, bọn thổ phỉ thấy thôn chúng ta sẽ cướp hết lương thực của chúng ta, còn đốt cả cái thôn này. Cuối cùng chúng sẽ giết chúng ta, cho dù chúng ta không chết nhưng không còn lương thực cũng chết đói mà thôi. Đúng rồi. Lý lẽ thì đúng là như vậy á. Vậy chúng ta đánh đi. Đánh cái gì đây? Sao đánh đi? Chúng ta đâu có biết đánh trận. Lấy cái gì mà đánh chứ? Chúng ta đánh được quá. Đúng vậy. Đúng không? Có thể tìm người tới giúp chúng ta kia mà. Tìm hả? Tìm ai chứ? Tìm ai? Những kẻ đào ngũ. Đào ngũ? Lưu lạc. Ai chứ? Ai đói khát cũng biết đánh hết. Chúng ta lấy gì mà thuê họ đi chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta chỉ cần tìm mấy người là đủ rồi. Chúng ta cho họ lương thực. Đúng rồi. Chúng ta ăn chút cám gạo là đủ rồi. Không hay rồi. Có người tới rồi. Đừng có hoảng. Đừng hoảng loạn mà. Có phải Sơn Phỉ tới không? Không phải Sơn Phỉ, mà là một chàng trai và một người bệnh. Mọi người mau giải tán đi. Về đi. Làm tôi cũng tưởng là Sơn Tạc tới. Mau đi mời họ vào đi. Dạ. Mau. Thôi đi thôi. Nếu cứu được cô ấy, Khuôn Dẫn nhất định sẽ hậu tạ. Nếu người có vàng bạc, sao cô ta thành ra thế này? Không có gì, đói thôi, mấy ngày nay không ăn rồi. Ta không biết. Thời buổi này hả, cứu người là hại người. Tỉnh rồi. Đây là đâu? Chỗ này là thôn Sài Hộ. Sao muội lại ở đây? Muội đói quá ngất xỉu. Nè, ở đâu ra vậy? Các hương thân phụ lão ở trong thôn này đã chắc chiêu ra đó, để cứu mạng muội. Muội khỏe rồi chúng ta sẽ lên đường. Đi tiếp sao? Phải. Đưa muội về huyện Vĩnh Tế, đưa muội trở về nhà. Dùng sức đi. Cố lên. Dùng sức đi. Được rồi. Ráng lên con. Dùng sức đi. Được rồi. Cố lên, nhanh lên. Thấy cái đầu rồi. Cố lên. Nhanh lên, đi báo lão già đi. Là một bé gái. Chiêu Thọ, hoàng đế tài trí bất tài vô dụng, không còn cách nào cứu muôn dân. Báo phụ nói Triệu Khuôn Dẫn đang ở thôn Sài Hộ, chúng ta mau đi tìm hắn đi. Nhưng tiện báo tin mừng, nhà hắn mới có thêm một thiên kim. Hắn không chỉ cướp lương thực, cái gì chứ, mà còn cướp người nữa. Nhanh lên rồi, cứu đứa nhỏ đi. Không biết làm sao đây. Rồi. Người bên ngoài nghe đây, đứa nhỏ đói rồi, mang đồ ăn tới đi. Chỉ có phụ nữ mới được vào. Đi thôi. Ta đi. Sư phụ,
có thể cạo đầu giúp ta được không? Cơm tới rồi, có đồ ăn rồi đây. Ta là hòa thượng, ở đây có hai nắm cơm, một là cho đứa bé, một là cho ngươi. Ta có thể vào được không? Ta ăn hay không không quan trọng, là đứa nhỏ đói thôi. Ngươi vào đây, ngươi mau chợt vào đây. Bỏ đồ ăn xuống xuống đi. Lên, Diệt Khang đi, 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 Ngươi muốn giết thì mau làm dứt khoát đi. Ta là Trương Quỳnh, ta cũng không chớp mắt đâu. Ta thấy ngươi không giống một kẻ xấu. Hôm nay ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta về nhà sống cho tử tế. Cái gì chứ? Sao vậy? Nhà không còn nữa, ta không còn chỗ để đi. Ta tha mạng cho ngươi, ngươi lấy gì để trả ta đi? Ngươi muốn làm sao? Đi theo ta đi. Cái chuyện này là sao chứ? Có được không? Được. Buông ra. Hắn không thắng được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Con người này cũng giống như các người, cũng là một người cùng khổ thôi. Hắn cũng bị bức ép, cho nên mới làm ra những chuyện như hôm nay. Từ nay hắn sẽ đi theo ta. Ta đã bảo với các người, từ nay hắn sẽ không làm chuyện xấu nữa. Có thể tha cho hắn được không? Hắn là sơn tặc. Phải đó. Hắn là sơn tặc. Đúng rồi. Không gây quả cho người khác nữa. Sau này đừng có gây quả cho người khác nữa. Đại ca, huynh võ nghệ cao cường, lại có bản lĩnh. Ta xin huynh hãy giúp bọn ta với. Đúng rồi. Giúp như thế nào? Ta thấy huynh võ nghệ cao cường, chỉ cần huynh chịu giúp chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi, thì có thể đuổi bọn sơn tặc đi rồi. Đúng rồi, giúp chúng tôi đi mà. Ở lại giúp chúng tôi đi. Sơn tặc có bao nhiêu người? 30-40 người gì đó. Trong thôn các người có bao nhiêu nam đinh đánh võ được? Chuyện này cũng khó nói. Ta phải đi tới từng nhà đi vận động. Ta phải đi ngay rồi. Đi đâu? Chúng tôi sao đây chứ? Đi được đâu? Đại ca, ta cầu xin huynh, xin huynh đừng đi. Hãy giúp chúng tôi đi. Muội không đi. Bây giờ muội vẫn còn sống, đều là nhờ hương thân phụ lão chắc chiêu từng chút lương thực cứu sống muội. Muội phải ở lại đây cùng với thôn làng đánh đuổi thổ phỉ. Giúp chúng tôi đi mà. Người gọi mọi người tới là muốn nói cái gì vậy? Mọi người nghe đi, bốn hướng đông tây nam bắc đều phải có người canh giữ. Giờ ngoài ta, ngoài những người này ra, còn cần thêm một số người. Trong số các người, ai đi? Kêu tôi đánh móng ngựa, sửa lại cái sọt còn dễ hơn đó. Chúng tôi là nông dân, chỉ biết làm đồn thôi à? Biết đánh gì đâu? Phải đó, chúng tôi chỉ biết xài cuốc thôi, sao được đây? Đâu có biết cầm đao như thế nào đâu. Người bất kể ra sao cũng sẽ phải chết, sẽ biến thành một đống xương, đúng không? Lúc chúng ta còn sống có rất nhiều thứ bản thân không thể tự nắm bắt, duy chỉ có một chuyện là có thể nắm bắt được,
Đó là cái gì? Đó chính là chết. Chính là chết như thế nào? Chúng ta có thể chết như một con người, cũng có thể cười mà chết. Chúng ta có thể đấu tranh mà chết. Chỉ cần ngươi có quyết tâm chết, ngươi sẽ không sợ hãi cái gì hết. Ngươi sẽ không sợ bọn sơn tặc, ngươi sẽ không sợ bất cứ điều gì cả. Khi sơn tặc xuất hiện, ngươi sẽ dám đánh một trận với chúng. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ là hoàng đế của bản thân. Chúng ta chính là lính của bản thân. Vì nữ nhân của chính chúng ta, vì con cái của chính chúng ta, vì mạng sống của chính chúng ta, vì lương thực của chúng ta, và vì nhà cửa của chúng ta, nhất quyết đấu với chúng một trận. Ai dám thì đứng lên với ta. Xin hỏi vị đại ca này, con đường nào dẫn tới thôn Sài Hộ? Đi bên kia đi. Được, xin đa tạ. Chư Thỏ, đi. Chò, 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 chò.